Muốn cho êm ấm thuận hòa, treo tranh phú quý hoặc là phu thê. Và đó chính là một cái câu thơ rất là hay. Và qua đó thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị cái bức tranh phu thê viên mãn trên chất liệu gỗ mun hoa này. Bức tranh này thì quý vị có thể treo ở phòng khách, ở phòng ngủ hoặc là ở ngoài sảnh của gia đình. Bức tranh này bố cục là những cặp đôi, những loài chim, và ở giữa chính là một cái cặp đôi lữ hoàng của các loài chim công rất là đẹp và ấn tượng như thế này. Như quý vị thấy ở đây thì bố cục không chỉ có những các cái loài chim mà còn có những các cái bóng cây như là cây tùng. Cây tùng thể hiện cho một người quân tử khẳng khái và mạnh mẽ, can trường. Bên cạnh đó ở bên này thì là một bóng mai rất là kiều diễm, kiêu sa và tôn kính ở bên này, rất là đẹp và mảnh mai như là một bóng hình của người phụ nữ vừa dịu dàng vừa đằm thắm. Tiếp theo thì xin mời quý vị cùng xuống dưới đây. Đây chính là một bóng mẫu đơn. Bóng mẫu đơn này thì tượng trưng cho sự phú quý, cho sự hạnh phúc và viên mãn. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những chi tiết của cái bức tranh này để biết được rằng là tại sao bức tranh này đã ấn tượng, tại sao bức tranh này lại đẹp đẽ và xuất sắc như mình vừa kể ạ. Ở chính giữa của bức tranh chính là cặp đôi chim công vô cùng ấn tượng và đặc biệt. Và chim công thì còn được gọi là loài khổng tước, vốn được biết đến là loài chim thuộc họ trĩ và có bộ lông đuôi rất là sặc sỡ, trông rất là bắt mắt. Và loài chim này thì được tượng trưng cho sự vương giả, quyền uy và sung túc của con người. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là thường thường thì những nhà giàu có thì mới nuôi chim công. Ngày xưa thì chỉ chức quan từ ngũ phẩm trở lên thì mới được gắn lông đuôi chim công ở trên mũ quan. Và bên cạnh đó thì quý vị hãy nhìn đến cái bộ lông đuôi của chim công, trông rất là giống những hình ảnh của những đồng tiền cổ nối với nhau, nhìn như là các cái chi tiết hoa văn rất là cổ kính. Chính vì vậy mà lông đuôi của chim công còn được sử dụng để làm đồ trang trí hoặc là trang sức trong các cái trang phục rất là cao cấp. Và nói đến ý nghĩa thì đây chính là một cái loài chim vô cùng là cao quý, sống thủy chung một trống một mái, nên là loài chim này được xem là biểu tượng cho tình cảm vợ chồng rất là thắm thiết, mặn lòng và cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc lâu bền. Và chính vì vậy mà cái bức tranh chim công phu thê viên mãn còn mang về sự đầm ấm, sự hòa thuận trong các mối quan hệ gia đình. Của con cháu thì hiếu thuận, kính trọng bề trên và luôn luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bên cạnh đấy thì bức tranh chim công còn thể hiện sự may mắn trong tình yêu, là lời chúc cho những người đang trong cái con đường đi tìm kiếm cái tình yêu của mình, mau chóng tìm được một nửa phù hợp với bản thân. Và bên cạnh đấy thì cũng mang về cái sự thăng tiến và phát đạt trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Và bức tranh này của đồ gỗ Vương Thao thì có kích thước chiều rộng là 2m27, cao lên là 1m07 và cái chiều dày là 10cm nha quý vị. Và cái bức tranh này thì được đục tay hoàn toàn thủ công mỹ nghệ bởi các nghệ nhân tại làng nghề mộc Vương Thao, thế nên là tất cả các cái chi tiết đục đều rất là bay, rất là có hồn và chân thật để có thể tạo lên một cái bức tranh sống động và tình cảm ý nghĩa. Và cái bức tranh này thì rất là đặc biệt ý nghĩa khi mà quý vị làm quà trong các cái sự kiện trọng đại như là lễ kết hôn hoặc là lễ kỷ niệm ngày cưới, thì đây chính là một bức tranh vô cùng là ý nghĩa và ấn tượng, đặc biệt là mang cái giá trị sâu sắc về mặt nghệ thuật. Và bức tranh này hiện đang có mặt tại đồ gỗ Vương Thao số 40 đường Co 6 làng nghề mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Đang có nhu cầu mua về treo trong gia đình hoặc là mua về để đem tặng thì hãy liên hệ với cả chúng tôi để có thể đặt hàng ngay và luôn nha quý vị nhé. Bức tranh này chỉ có một nha quý vị, thế nên là hãy nhanh tay kết nối với cả đồ gỗ Vương Thao đi ạ. Và cuối cùng thì mình xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chiếc video clip này của chúng tôi, và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ gỗ Vương Thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.